số, bà con có bán chị ơi, mua vé số, mềm đi bà con có bán chị ơi. Vé số ế quá, chị hai mua mềm từ vé số, chị hai. Trời, chị bãi. Này, vé số. Hả, vé số đâu? Hả, chú mua vé số không con chú? Còn số đẹp không? Dạ đẹp. Số mấy? Dạ 12345. Số mấy nữa? 54321. Số đẹp đi. Dạ. Mà sao vé số nhìn cũ thế? Tụi vé số gì mà cũ nè. Mới ra lò chiều mai mới sổ. Ủa chiều mai mới sổ à? Dạ. Sáng mai tao mua. Chị kỳ vậy? Mua vé số gì đâu mà hỏi còn chọc ghẹo tao không? Trời ơi. Bán buôn gặp mấy người kiểu này không biết sao mà bán được nữa trời ơi. Vì sao còn không? Ông buồn hả? Trời ơi, ông buồn đã nghe được tiếng của cậu. Cái gì vậy? Ủa? Trời ơi, phải ông buồn không? Trời, sao chạy thế ghê vậy? Trời ơi. Trời ơi, quay cho giữ vô rồi té. Ai đây? Chàng 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 chàng. Ai ta đây cầm một thùng ma. Đời ta gắn liền với gạo nếp bà. Thì ra đây là bán xôi ăn không? Nó bán xôi thôi mà nó làm quá vậy đó. Trời ơi, bán xôi mà thấy mày bán vé số mà ngày nào mày cũng khóc than la quá vậy. Bà ế quá. Tao chỉ cho mày cái cách để mày bán đắt. Mày muốn bắt đắt là mày phải kết hợp những cái gì tinh túy cho con người mày. Chẳng hạn như là mình tạo một cái thương hiệu. Mình có một cái thương hiệu, người ta sẽ mua hàng về mình. Ủa, thương hiệu hả? Phải có thương hiệu. Bán xôi có thương hiệu không? Có. Thương hiệu gì? Xào xuyến xôi. Trời. Thương hiệu gì nghe tớn như vậy trời. Biết tại sao lấy tên xào xuyến xôi không? Tại sao? Tại sao lại lấy xào xuyến xôi? Tại sao? Đó là tại vì nhà này có một số người xí xa xí xoạn sảnh xẻ xe xua xào táo sân si sổ tàn sang sảng. Nói chung là xạo nhưng không sao, đã có xào xuyến xôi. Ai ăn xong xào xuyến xôi, người giữ sẽ hết sổ sàng, người chảnh sẽ hết xí xọ, người ồn sẽ hết xào xáo và người bệnh sẽ hết xanh xao. Thấy không? Thấy cái thương hiệu ghê không? Cái thứ hai là mình phải kết hợp tiếng hát và tiếng rau hòa quyện với nhau. Mà chúng mình xe kéo kéo tới đâu là mình mở nhạc tới đó, người ta bu vô, người ta mua hàng cho mày. Ủa là vừa ca vừa rau hả? Vừa ca vừa rau được không? Dàn ra. Được. Dạ, kính thưa Toàn, thưa quý vị, ngay sau đây mời Toàn, thưa quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc độc quyền cho thương hiệu xào xuyến xôi. Ca khúc được mang tên xôi xuyến xào. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Xôi đậu phộng nha, xôi cuốn nếp hàng, xôi lá cẩm với xôi chiên. Yeah, yeah. Ăn xong ăn xong, nhớ nhớ là phải trả tiền. Trời hay ta. Trời mà ca sĩ hát xong đứng cái thế này gió độc đi ngang tạt suốt đời. Khép lại. Trời khép kiểu nữa chứ. Nó đói bụng gần chết, bán buôn không được còn gặp mấy thằng khùng nữa. Cái gì? Mày nói sao? Đói bụng. Đói bụng hả? Ờ. Trời, sao không nói một tiếng bạn bè với nhau không à? Đói bụng phải không? Ờ. Nè xôi nè ăn đi. Ủa mày cho tao hả? Mày không nổi tao hả? Xôi chùa hả? Ăn bán chứ mua phải ăn được chứ. Ờ thôi tao cũng đói, mua mày nè. Mua đi. Nhiều gói. Rẻ lắm. Rẻ là nhiêu? 5.000. Được. Bán 500. Con nhấn vô mỏ mày nghĩ sao xôi tao bán 5.000 ăn 500. Trời ơi, xôi gì đâu mà bán mắc như quỷ vậy á. Bây giờ giật giá cái gì cũng lên trơn á. Mày nghĩ sao mà xôi gì mà la mắt. Bây giờ xăng còn lên huống hồ gì xôi. Trời ơi, xôi mà nó dí như xăng. Tao lấy xăng nấu xôi. Giá trị ở cái chỗ đó. Bây giờ vàng người ta 30 mấy một lượng rồi. Nghĩ sao vậy? Vàng lên xôi lên. Trời ơi, mắc mớ gì vàng lên xôi lên. Tại xôi tao màu vàng. Ăn hay không? Thôi kệ, thôi bán 2.000 đi. 5.000 bán, 2.000 không bán mày. Thôi bán đi. Không. Thôi bán đi. Không. Bán đi. Tao bán tụi con mày. Thôi bán đi. Không. Vậy thôi. Ăn xôi gì? Cho mày chảnh chí cực cho mày. À, cuộc đời tao vậy đó. Dạ nó người tao xuống nước à. Thôi nè, đó. Bán 2.000 xôi giò đi. Vậy đi, trời ơi, ăn gì mai cũng vậy, ăn bạn bè tao cảm ơn mày. Rồi. Trời ơi, tao bán xôi chất lượng lắm, mày tin tao đi. Nghe không, giò nghe không? Sạch sẽ là quan trọng. Mấy bữa nay mưa quá trời, tao nói thiệt mày á. Mình ra ngoài kia mưa mà thiệt muốn chết luôn, bệnh không dám nghỉ. Không có dám nghỉ.
nhiều khi mà mình nghĩ mà mình bán không có vệ sinh, nhiều khi khách hàng họ ăn vô cái họ đau bụng, mày hiểu không? Trời. Bây giờ cái vệ sinh là quan trọng, sao ngứa dữ vậy trời? Trời. Không có gì cái gì. Trời. Mày la quá mày ăn đi mệt quá. Mày ăn luôn đi. Có 2000 số mà nó bốc nó móc nó đọc đủ chỗ hết à. Mày ăn không? Ăn. Mệt. Trời ơi, 2000 xôi không đủ nhét kẻ răng nữa. Nó ăn có 2000 xôi mà đồ nhét kẻ răng. Đi tao 20000 cũng nhét đầy hàm răng mày cho. Mệt, đi bán, đi. Đứng lại. Sao giọng ai nghe thanh thoát quá vậy? Trời ơi, không lẽ là gái đẹp hả trời? Gái đẹp hả? Đâu rồi? Đâu? Ồ, mỹ nhân. Ồ, ồ, ồ. Mỹ đen. Trời ơi, Mỹ đen. Trời ơi, tôi tưởng ai. Trời ơi, cái con bán báo gần nhà em đó thiệt, cái con quỷ này gặp nó mơ ác mộng hoài, gặp nó là phải uống 7 viên Panadol chưa hết á. Cái ghê quá, cái ghê. Ủa, nãy sao mấy bà nói thì đẹp, còn giờ sao mấy bà nói thì xấu vậy? Trời ơi, nó nói chuyện đụng nóc luôn. Để tao, để tao. Tại vì á, sao mấy bạn thấy là cái nhàn sắc của bạn á, thấy ghê quá má. Chị, thấy cho bay nói chuyện mà tôi sẽ... Làm bộ hoài, nó nghe nè, thằng Mụn nó nói, yêu tôi nói đại đi nha. Đừng nói cuối đời lấy tôi nha bà. Cầm giùm thúng xôi đi. Gì vậy? Đi ối. Nhột. Trời đất ơi, nó làm như nó đẹp, nó vậy nó xấu nhất mà làm như nó đẹp nhì vậy trời. Đau mụn. Trời đất ơi, thiệt cái ba má nó đẻ ra thiệt, con cái bất hạnh dễ sợ, nó ai đẻ ra mà con gái nhìn cái miệng nó y như ai thuộc pizza mà dính trái banh vô trong mỏ nó vậy thiệt á. Ồ, mấy lượng mỏ nữa nè. Gì? Anh nể mỏ nữa mà. Từ cái giai đoạn khó hiểu rồi đó nghe. Nói cái gì? Nó nói nó vẽ cái mỏ vậy chứ giống trái tim. Trời ơi. Đúng rồi. Mày hiểu nó luôn á. Tao không ngờ tụi bay hiểu nhau luôn á. Trời, tụi bay cùng ngôn ngữ mày. Hay quá nè, nói thêm câu để nó dịch đi. Nó đẹp. À, nó cái mỏ nó vậy là bị kẹp. Mày khùng quá mày. Tao nói là vậy cái mỏ trái tim cho nó đẹp. Mày biết nói gì sao mày không nói. Mày cứ mày khùng. Mệt ghê nè, biết được cái không nè. Mở ra, đi bán. Đứng lại. Mày kêu đứng lại phải không? Có đâu. Mày kêu đứng lại phải không? Đâu có kêu đâu, giọng trai mà. Hai tụi bay không kêu thì ai kêu? Tao kêu á. Anh kêu em hả anh? Anh kêu em hả? Hả? Anh kêu ăn sao vậy? Ai? Ai? Sao lưng hả? Chỉ bên kia. Bên kia. Ai vậy? Bà ngoại tao. Ngoại ơi, sao dạo này ngoại già, cái mặt ngoại ốm dữ vậy? Trời ơi, hình như bà ngoại tao không có quen tao. Mày bình tĩnh nha, mày đứng thẳng lên. Mày phải đứng thẳng lên để mày giải quyết vấn đề. Mày nghĩ đừng có ngã nghiêng ngã ngửa gì vậy. Trời đất ơi, đỡ tao dậy nhẹ lên. Đỡ tao dậy. Mày đi ra. Mày coi chừng nó phạch cho tao một cái mày tao chết. Có tao ở đây không ai dám làm gì cho mày đâu. Chạy lẹ đi, nó có dao. Nó có dao. Sao đường nào cũng về la mã vậy? Mày ra sau lưng tao hồi nào vậy? Mới ra. Nó là ai vậy? Sao biết được? Hỏi đi. Bạn ơi, hãy đến quê hương chúng tôi. Trời đất. Giờ này mày còn phục vụ văn nghệ nữa. Phải rung quá mà. Để đó. Bạn ơi, bạn làm nghề gì? Cướp. À, nó làm cướp. Trời ơi, gia môn bất hạnh. Ra đường không coi ngày, tại sao bán vàng, bán hột xoàn, không cướp đi cướp thằng bán xôi. Trời ơi, anh ơi. Làm gì có tiền anh? Nín. Dạ. Có tiền không? Dạ không. Có không? Dạ không. Có không? Dạ không. Ê, tao mới mua 2000 xôi đó. Mày có điên hay không mày khai? Nín tay. Tao nghe rồi nha, 2000. Có, đây. Có. Có không? Đây. Dạ từ từ đem đưa anh nha. Cướp phải đưa cho người ta chứ không tôi tao nói mình khi dễ sao không ạ? Ừ đúng rồi. Anh đợi em xíu đi, em cảm ơn bạn em. Giờ nó nhắc em nó có em nhớ 2000 á. Đợi em xíu cảm ơn nó nha. Dạ. Nó mà chết bà mày cho. Hỏi thằng kế bên cho có tiền không? Dạ để em hỏi từ từ đừng manh động. Mày còn tiền không vậy?
Còn giấu vô lẹ lên, đừng nói nữa nha. Tao không như mày đâu mà khai bạn bè ra giấu vô, nó lấy cái tiền mình bây giờ giấu vô. Dạ hỏi xong rồi anh. Nó có không? Dạ có, móc. Sao mày khai nó còn nghiệp lắm mày. Ăn miếng trả miếng. Mất dài. Lẹ mày. Nó bán đứng em á anh. Lẹ. Thôi em đi, em tao mất cái tiền. Đứng lại. Còn con mập nữa. Mày kiếm gì vậy? Em kiếm con mập mà anh nói. Dạ má ơi, mập là má đó má. Ủa anh nói em á hả? Có tiền không? Dạ em không có tiền. Có không? Dạ không. Có không? Dạ có. Sao nó hỏi con mập bị khai chi vậy? Thôi để đưa đại đi, nó la rồi em ướt quần á. Trời đất ơi, đàn ông quá à. Xếp hàng vô. Dạ xếp hàng. Tao là tao không có giỡn mặt với tụi bay đâu nha. Dạ. Coi tao này nha. Ông già. Mày chết mày với tao. Cảm ơn, cảm ơn. Biểu diễn vô chụp hụt nè. Chụp chút cái lưỡi. Mày mới cầm con dao mày đưa nó luôn á. Đưa nó cho nó đập lại. Nó đập lại. Mày có điên hay không? Mày nghĩ sao mày cầm con dao mày đưa cho người ta? Không đưa nó giết mình rồi sao? Mày cầm con dao trên tay rồi làm sao nó giết mày được? Quên. Cho em xin lại nhau nha. Vô lắm. Nghĩ làm sao mà nghĩ đàm phán không được. Tao không có giỡn mặt với tụi bay đâu nha. Không có giỡn. Chết. Dạ. Tao đâm một cái xuyên ba đứa lúc luôn nè. Coi tao nè nha. Chưa đâm, chưa đâm. Trời, tội nghiệp của ăn cướp bị đau bụng nữa mày. Trời đất ơi, toilet đằng kia kìa. Mày rảnh quá à. Ai bữa mày chỉ toilet cho nó gì vậy? Ai biết. Ủa sao nó không nhúc nhích gì hết trơn mày ơi. Ê, cái này tao biết nè. Sao? Tại vì trong binh pháp ngày xưa tao có câu á. Địch bất động, ta bất động. Địch bất động, ta bất động. Nghĩa là sao ta? Có nghĩa là nó không nhúc nhích, mình cũng không nhúc nhích. Đúng rồi. Vậy thì, 1, 2, 3, bất động. Cũng mỏi chứ. Ví dụ nó không nhúc nhích mình đứng tới sáng luôn hả? Anh cướp ơi, không mấy anh nhúc nhích đi, em ngứa quá, em không dám gãi. Mày muốn tao nhúc nhích mà không phải sao? Nhúc vô, nhúc vô, nhúc vô. Gì vậy? Nhúc vô. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Cô la, mày la nó giết mày cái miệng mày bày hải. Nhúc vô. Cái thằng la ngoài. Mày không cho mày đứng đó luôn. La ngoài sao mày. Ai vậy? Chứ bây giờ, trời ơi, nó thất thế rồi. Ê, nó thất thế. Giờ sao? Nó bị đau bụng thiệt. Quân đó! Mày sao đâu? Mày nó đâu rồi? Đây nó nè. Đây nè. Giao giả. Mày ơi, thằng nào? Trời ơi. Trời ơi, xí quán. Thằng này nó bắn với số công viên kế bên mà phải không? Đồng nghĩa tao. Em á anh. Em bán với số công viên kế bên. Ngày nào anh đi ngang qua bên đó, anh cũng đánh em á, anh có nhớ em không? Ủa ngày nào ta đi ngang bển tao cũng đánh mày trơn hả? Dạ. Mày nhớ tao. Tao nhớ sao không nhớ trời. Hồi nãy mày cầm dao mày hù tao, mày kêu mày cướp tiền của tao. Mày nhớ không? Nhớ sao không nhớ trời. Nãy em giỡn vui hả trời luôn. Anh nãy em giỡn thôi. Em giỡn thôi, em đâu có cố tình. Mày vui lắm hả? Muốn vui mày ra đây tao cho mày vui. Đi đây. Bước đây. Cướp dạ. Mày. Hả? Dạ. Cướp mày. Nhìn thấy gì không? Nhìn thấy cái gì hay không? Dạ không. Chưa. Ui, nhìn dạ. Sao ra không thấy? Im. Mày nhìn thấy cái gì không? Dạ không. Mày nhìn kỹ đi. Thấy kỹ chưa? Dạ em nhìn kỹ thôi mà. Thấy gì không? Dạ không. Tại sao? Ui, nhìn dạ. Kỹ mà vẫn không thấy? Anh ơi, bây giờ anh phải nói em nhìn cái gì em mới biết em nhìn cái gì chứ em không. Tao không là... nói mày vẫn phải biết mày nhìn cái gì nghe chưa? Mày không vui da nữa nghe chưa mày? Mày nhìn kỹ đi, mày thấy cái gì chưa? Mày thấy chưa? À dạ, em thấy rồi anh. Tao làm gì mà thấy? Có cái gì đâu mà thấy. Lượm. Kêu lầm lầm liền. Lầm. Kêu không lầm nữa lại. Lầm. Mới nói lầm nữa.
trời đất ơi, sao kèo nào cũng dính nha mày. Cho nó chừa. Nó giả mang quá. Yeah. Mày á, mày cướp mà cho mày đói suốt đời chứ mà cho mày ăn. Anh ơi, anh em cướp nói liền nha. Tại sao cướp? Dạ, anh tha lỗi cho em không có cố tình gì đâu. Tại sáng em đi bán giấy số anh, mà em đi qua công viên cái thằng kia nó giật hết giấy số của em. Sáng giờ không có gì ăn ở trong bụng. Rồi em đi ngang qua em thấy người ta mấy cái này nè, mấy đứa con nít nó giục á, cái em lấy em đội vô em bắt chước vậy thôi. Anh ơi anh coi đi, nó túi quắc à anh ơi. Trời ơi, chơi ngu mày. Sáng giờ không có gì trong bụng anh ơi, anh có gì cho em ăn không anh? Không. Anh áo đỏ có gì cho em ăn không? Để từ từ chị năn nỉ giùm cho. Dạ. Đi đứng đi. À, mày có gì không cho nó ăn? Không. Sao mày cho nó ăn đi, bán thiếu tao đi, muốn tao trả tiền cho. Mày mà cho nó ăn là tao cho mày ăn đòn đó. Không mà mày không cho mày có gì ăn không? Tao có xôi nè, mày là xôi của tao. Không có nghe là tao nói mày nghe nè. Bây giờ mày cho nó ăn đi, tội nghiệp nó lỡ lần đầu à. Thôi nhưng mà con mập im khỏi, mày qua đây không cho ăn. Nói không là không. À không cho ăn. Không là không. Không là không. Mà tao nói mày cho nó ăn, nó xỉu tại đây á. Đây đây, khỏi cho ăn luôn. Mày làm gì vậy? Lỡ luôn. Nó rớt, mày tao nói từ từ đưa nó ăn, giờ mày giật rớt hết dơ rồi ai dám ăn? Thôi dám rồi. Trời ơi, nó ăn không muốn luôn kìa. Ê thằng kia. Gì? Mày làm gì hả mày? Xôi rớt cũng rớt dơ, nó còn lụm lên ăn sao mày giục của nó hả mày? Chơi cái gì kỳ vậy? Ê con người mày giỡn thôi, kiểu này là hơi quá đáng luôn hả mày? Mày đâu phải ông nội người ta đâu. Mày muốn cho ăn cho, mày không cho mày dùng. Bây giờ người ta lụm là người ta ăn mày cũng dùng nữa. Tao chơi với mày không ngờ bạn bè ngày hôm nay mày quá đáng thiệt sự. Cũng là cùng cảnh khổ như nhau mà. Tại sao người ta gói trong đất nhỏ lụm lên ăn là biết nhỏ đói lắm không? Tao hả? Mày ơi, nói thiệt mày cũng buôn bánh bán bưng như nhau mà. Sao mày kỳ cục vậy hả? Tao nói nó đâu có dám trả lời đâu. Tại vì nó sai quá mày đâu có dám trả lời đâu đúng không? Mày có cho tao nói đâu. Tụi mày bạn tao mà. Mày sao mày? Hả? Mày sao? Mày sao? Mày sao? Hả? Bây giờ mày sao? Hả? Tao không cho nó ăn thì mày làm gì tao? Tao dục sâu xuống đất rồi mày làm gì tao? Em có nói gì anh đâu? Tao! Tao dục mày làm gì tao? Có nói gì đâu trời! Tao dục sâu xuống đất là vì cái xôi nó dơ rồi làm sao mà ăn? Bạn bè với nhau mà nghĩ tao là cái người dục đồ ăn người ta xuống đất. Không cho mày ăn là cho mày một bài học. Tao nè, ngày xưa tao đi làm tao nghèo hơn người ta 100.000 lần. Tao đi như cực như con trâu con bò đó, ai cho tao ăn? Tao nói thiệt mày, từng tuổi này lớn vậy đối cách mấy cũng chưa bao giờ. Chưa bao giờ tao never ăn cắp. Mày đói mày chơi ăn cướp luôn mày, mày chơi xa tao. Mày hơn tao luôn á. Ăn cắp hả? Ăn cướp hả? Tao định cho nó ăn xôi mới nè mày. Bỏ liền cái tật đó. Ăn đi. Công an tới hình như rồi, công an tới, chạy lẹ lên. Bắt đứa không hả? Cái gì tiếng gì đó? Tao khóc á. Trời ơi, mày khóc âm thanh hay vậy đó hả? Không phải Sôi ơi, tao xúc động quá Sôi ơi. Cuối cùng mày cũng cho nó ăn, đúng là sao xuyến Sôi. Nhìn nó ăn xôi là tao thấy xuyến sao. Trời đất ơi, tôi cho ông ăn xôi mà ông này khóc lớn hơn nữa. Xạo vừa phải thôi. Đây đây là nói chuyện với anh nè anh hai. Nghe, từ nay về sau nghe, coi như là bỏ tiệt cái tật này nghe chưa. Dạ. Tao nói mà nghe, tao quýnh mày là quýnh dẫn chơi. Anh em nhau không à, hiểu không? Dạ. Có gì mà mất đồ thì kêu người ta giúp đỡ cho mình. Nghĩ sao đi ăn cướp xấu xa. Nhớ kỹ cái câu này đi sống. Tao nói thiệt mày, đói cho sạch, rách cho thơm.